Cái người có phước là cái người mỗi ngày được niệm Phật á. Cái người có phước là cái người mỗi ngày không có giận hờn ai để trong tâm. Còn quý vị mỗi ngày mà rầu rĩ, buồn chán, lo âu là cái người vô phước. Nhớ nghe, cái người có phước và cái người vô phước phân tách rất rõ ràng. Cái người vô phước là cái người thường lo hoài vậy đó, cứ lo hoài, lo mãi, lo không buông xuống được là người vô phước. Nhớ nghe quý vị, nhớ nghe. Còn cái người có phước là cái người thường an vui tự tại, sống thoải mái. Quý vị biết rằng thế gian này có những người họ giàu mà họ keo, mà họ không dám xài tiền là vô phước, có tiền nhưng vô phước. Còn có những người họ không có tiền mà lạ thay con người này làm được bao nhiêu là xài bao nhiêu. Mà họ cứ làm được có tiền là họ xài. Mà cả đời của họ là họ không bị nặng gì tiền. Và họ lạ thay là họ được xài tiền. Họ được xài những cái việc này việc kia tốt đẹp. Họ được dùng luôn. Là người này tuy là không có của cải nhưng họ lại được hưởng thụ trong cuộc đời này, cũng gọi là có phước. Còn có những người giàu nhưng mà keo kiệt, họ không dám xài một cái gì, nhưng lạ thay sanh một đứa con ra. Một đứa con này là một đứa con đến nhà là đứa con phá gia chi tử, đứa con tạo nghiệp. Nó đi chạy xe ra đường, nó đụng người ta phải trả tiền mua thuốc men cho người ta uống. Rồi nó đòi đổi xe, xe này, xe nọ, xe kia. Rồi nó ăn cắp tiền, nó ăn chơi hư hỏng. Nó làm đủ chuyện trong nhà này, vì coi có không. Thế gian này phải có những người giàu mà sanh con vậy không? Mà chính người làm cha làm mẹ này là không dám xài tiền, mà keo kiệt vô cùng. Đối với cha mẹ họ, họ vẫn không lo luôn. Như vậy mà con của họ là xử lý họ đẹp mắt, là đứa con phá gia di tử vào nhà. Nên vị nhớ nha, có một câu chuyện như Đức đã từng kể. Một cái người này muốn đòi nợ một cái người này, và đến là nói vua Diêm Vương rằng tôi sẽ lên đòi nợ người này. Khi trong một lúc này tôi sanh đến thế gian, tôi sẽ đến đòi nợ người này. Vua Diêm Vương nói rằng được, ngươi đến đòi nợ người này, tại người này thiếu nợ ngươi thì ngươi đến đòi. Như vậy thì ngươi, ta cho ngươi làm cha hay làm mẹ để đòi nợ. Thì cái người này nói dạ không, tôi không làm cha làm mẹ. Chứ làm gì, mày muốn làm gì? Là tôi làm con, tôi làm con đòi nợ ngon hơn. Dương Dương nói ủa sao mày không chịu làm cha làm mẹ đòi nợ mà mày làm con. Nói làm cha làm mẹ thì lo cho con, chứ mà làm gì mà đòi nợ con. Còn làm con nằm ngủ nghỉ thoải mái, cha mẹ cực khổ làm mình xài chơi, thì cái cách làm con mới đòi nợ đẹp nhất. Thì thấy không, rõ ràng làm con mới dễ đòi nợ, vì cha mẹ quá thương mình, dựa vào tình cảm đó để mình quấy họ luôn. Thì thấy có không, cái cõi đời này rõ ràng không, vì cha mẹ quá thương con mà con lại dựa vào cái tình thương đó, nó quay cha mẹ ngược lại, đúng không? Nó làm cho cha mẹ đau lòng, khổ đau, bế tắc, chán nản cuộc đời. Đứa con mình thương nhất, mình sanh đẻ ra cái gì mình cũng nghĩ về nó, mà nó lại tính toán với mình luôn. Nó tính toán với mình rồi nó phá gia chi tử. Lạ thay là nó vừa cưới vợ một cái là tức khắc nó trả thêm một món nợ đau lòng cho mình luôn. Là nó thương vợ nó hơn thương mình luôn, nó coi vợ nó còn hơn mẹ, là nó lo cho vợ nó còn hơn mẹ nữa. Vợ nói một câu nó dè, mẹ nói một câu nói bà nói cái gì. Xong bà tức quá, bà nói mày là cái thứ ngỗ nghịch, cái thứ gì đâu, tao sanh mày, tao đẻ mày, tao nuôi mày không lớn, tao cưới vợ cho mày, mà bây giờ mày xem trọng vợ mày hơn mày xem trọng tao. Cái nó trả lời là nói ờ chứ sao, tôi xem trọng vợ tôi hơn chứ sao, bà cho tôi được cái gì, bà cho tôi của cải, bà nuôi tôi lớn là xong rồi, còn bây giờ vợ tôi nó mới cho tôi vui, bây giờ tôi không thương nó, tôi không chiều nó, rồi nó không cho tôi vô mồm ngủ thì sao. Còn bà bây giờ chuyện đã rồi rồi, bây giờ bà muốn cái gì, bà muốn cái gì với tôi nữa. Trời ơi, tức chết luôn á. Quý vị biết á, thế gian này vẫn có như vậy đó. Có sao không có. Nên từ nơi đó mà cái nợ đòi là từ con đòi cha mẹ là nhiều nhất. Nên quý vị phải biết rằng cái cõi đời này gọi là gì, là nhân sinh thù nghiệp mà. Đến cái cõi này gọi là báo thù rửa hận. Nó nên mấy cái mà gọi là Đức Phật dạy nè, thí dụ như ái biệt ly khổ, cầu không được khổ, quán tăng hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Thấy không? Cái khổ của nhân sinh con người nè, ái biệt ly khổ phải là thương rồi xa nhau khổ không? Bao nhiêu con người ở thế gian này thương nhau rồi xa nhau khổ, quý vị coi. Không biết tu rồi cha mẹ mất, người thân mất, vợ mất, quý vị coi. Con mất, quý vị coi, khóc lóc kêu gào la lối. Mà có những người mà gọi là muốn điên cuồng luôn, thấy không? Ái biệt ly khổ là dính mắc khổ. Cầu không được khổ là cả đời cầu sinh, cầu sinh cầu này cầu nọ mà không được khổ, phải không? Rồi
quán tăng hội khổ là gặp nhau báo thù nhau. Mình thương họ mà họ muốn báo thù mình, mình giúp họ mà họ lại ngỗ nghịch với mình, họ đòi nợ mình, gọi là quán thù gặp nhau, gọi là quán tăng hội khổ. Mà nhất là cái cõi này là hội họp những cái nghiệp duyên lớn nhất trong cõi đời này để mà làm khổ cho nhau nè, thấy không? Rồi ngũ ấm xí thành khổ là cơ thể của chúng ta, thân thể chúng ta suy già bệnh chết, thân thể bệnh hoạn theo ngày tháng. Từ nơi đó mà cái khổ ở thế gian này, trong bốn việc khổ này là bao trùm tất cả cái khổ trong cuộc đời này. Khổ khổ khổ, khổ quá khổ. Nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày nói: ta bà khổ khổ không thể nào nói hết, cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bàn. Nên quý vị coi, nó khổ phải là khổ nhiều quá không? Nó, nhưng mà nhờ cái nền khổ này mà chúng ta muốn về cực lạc. Nhớ, nhờ cái nền khổ này mà muốn về cực lạc. Nên tại sao người ta đi về chùa mình tu tự nhiên người ta vui? Đây là tạo ra một cái hoàn cảnh nhân sinh của con người để sống, tạo ra một cái hoàn cảnh những ngày chủ nhật để cho người ta được trở về nơi chúng bình an. Quý vị coi, nhiều người ta vì ngày chủ nhật người ta trở về chúng bình an, nên những vị trưởng đoàn, những người rủ người ta tu trở về ngày chủ nhật là gì? Là trở về chúng bình an, trở về chúng bình an. Nên ở nhà mình cũng có thể gầy được cái bình an của nội tâm được quý vị, chứ không phải là không được đâu. Ở nhà cũng gầy dựng được nữa. Chỉ cần mình nhìn nhận cái cõi đời này vô thường giả tạm, rồi tự nhiên mình nhìn thấu là tự nhiên nó không chối buộc được mình liền à. Quý vị nhớ nè, nếu như chúng ta thiếu phước vô duyên thì tức khắc chúng ta cứ bận tâm lo hoài trong cái cuộc đời này luôn, mà cũng không giải quyết được vấn đề gì cả luôn. Những đức đã từng nói rằng như chùa chiền mình, những đức có lo cũng không được, chỉ có làm hết lòng, hết lòng hết trách nhiệm thôi. Chứ bây giờ mà lo cũng lo không nổi, sao lo nổi đây? Số lượng người thì sao lo nổi? Rồi quý vị bây giờ muốn cho nó tiêu chuẩn gì của Hoa Tam Bảo, quý vị đặt tiêu chuẩn là phiền não chết luôn. Quý vị cứ hết lòng hướng dẫn nhiệt tình thôi. Tự mỗi một con người người ta có cái nhận thức của người ta, riêng bản thân mình phải có được cái sự an lạc của nội tâm thì quý vị sẽ sống được an lạc tốt đẹp, chọn hết bổn phận. Quý vị làm cha làm mẹ làm tròn hết bổn phận, làm con tròn hết bổn phận, làm vợ làm chồng tròn hết bổn phận, làm bạn bè tròn hết bổn phận. Cứ đúng tròn hết bổn phận mình thôi, chứ đừng có cầu xin, đừng có đòi hỏi, đừng có mong được như thế này thế kia thế nọ, thì quý vị sống trong cuộc đời này quý vị cũng sẽ có được niềm vui, có được sự an lạc luôn. Còn nếu như quý vị đến với họ mà vì cầu họ phải cho mình cái gì và đòi hỏi họ phải đến với mình như thế nào, bây giờ tôi nuôi người, người phải nuôi tôi, coi chừng quý vị thất vọng. Chúng ta sanh thì chúng ta phải nuôi, đã tạo ra thì phải dưỡng, giống như trồng một cái cây thì phải chăm, nguyên lý là như vậy. Nhưng có khi chăm một cái cây mà cái cây không có trái thì chúng ta cũng phải chăm, vì cái nguyên lý mình không thể nào bỏ được. Nếu như mình diệt vong nó thì mình có tội, nên mình phải chăm nó có trái không có trái là nhân duyên của nó mà mình phải chăm. Còn đứa con mình phải nuôi phải dạy, nhiệt tình dạy, nhưng nó ngoan hay nó không ngoan đó là nghiệp duyên của nó. Còn bản thân mình đã làm hết lòng mình, gọi là chọn hết bổn phận. Đã chọn hết bổn phận rồi mà nó không được tốt đẹp như vậy thì chúng ta đừng đặt vấn đề nặng nề để khổ đau. Nếu như quý vị hiểu được nguyên lý này thì trong cuộc đời này quý vị sống, quý vị không có đặt vấn đề nó quá tròn vẹn. Nhớ nha, trong cuộc đời này đừng bao giờ đặt vấn đề tròn vẹn. Thí dụ như bản thân chúng ta được thân người, chúng ta nhìn người khác đẹp hơn mình thì bắt đầu bản thân của mình cảm thấy rằng mình thua sút người ta, và cảm thấy rằng mình ước ao làm sao mình được đẹp như người ta. Rồi cái người kia thì xấu hơn mình, người ta ước ao gì người ta được giống mình là được rồi. Có nghĩa là nó cứ là leo từng mắt, nó không vừa ý vừa lòng cái mà mình đã được. Như vậy thì con gà, con vịt, con heo, con chó nó ao ước được như một con người dù què quặt. Có người què quặt chẳng hơn là con heo, con chó, con gà, đúng không? Mà con heo, con chó, con gà nó ao ước nó được như một con người què quặt cũng được. Thì coi, có người què quặt họ ước ao sao? Họ được đứng lên dù chỉ một lần, họ được đi dù cho là chập chững, thấy không? Có người đi chập chững thì ước ao sao? Tôi được đi khỏe như một con người lùn kia. Người lùn kia thì ước ao sao? Tôi cao lên được một chút. Người cao kia thì ước ao sao? Tôi có bắp thịt to một chút để như mấy cái thằng mà tập tạ đô đô. Thì coi, thấy không? Có người ta cứ như vậy mà cái khổ trong nhân sinh này là có người phước duyên không có công bằng. Là do gì? Chính bản thân của mình á, là tu gì nên gọi là nhìn nó không đồng. Hiểu không? Cái cõi này là không đồng, mà cái việc nhân quả thì là đồng. Tại vì mình tạo nhân mình gặt quả. Còn ở thế giới cực lạc cái bổ nguyện của Di Đà là sao?
Cái bộ nguyện của Di Đà là chúng sanh đi về thế giới Cực Lạc là đồng một hình thể, toàn là tướng của trượng phu, không có hình tướng người con gái, hiểu không? Toàn là tướng trượng phu mà tướng nó giống ai? Y gan Đức Phật A Di Đà, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn ở cõi này thì lùng lé hô súng, si cầu que ốm, mập tròn, đủ thứ loại. Nói quý vị coi phải đủ loại không? Nên chúng ta nên chấp nhận cái mà mình đang có đi. Đang chấp nhận cái mà mình đang có thì là vui nhất. Còn nếu như mình không chấp nhận cái mình đang có thì mình phải dùng, nhưng cuối cùng mình khổ. Thí dụ như bây giờ mình có một người chồng, chồng mình không được dễ thương, mà nó không khéo léo, nó không nói chuyện ngọt dịu, nó không biết gọi là quan tâm cho mình. Nhưng mà chồng người ta thấy ham, mình nói thôi, chờ trao cửa nào thì nhận của nấy đi, mình nói với mình đó, thấy không? Nên nó gọi là củi khô dễ nấu mà chồng xấu dễ xài, thấy không? Mình nói với mình như vậy là mình chấp nhận liền. Tuy nó xấu nhưng nó không biết nhìn ngó ai, dù có bỏ ở đâu cũng không sợ người ta lấy. Còn con nhỏ kia chồng đẹp mà nó gình gặp tối ngày, nó khổ muốn chết, nó ốm o gầy mòn. Đúng rõ ràng ở thế gian cái gì cũng có cái giá của nó hết trơn quý vị ô, hiểu không? Cái gì nó cũng có cái giá hết trơn quý vị. Hỏi mấy cái bà có chồng đẹp đi, hỏi mấy bà khổ không? Chồng mấy bà đẹp trai phải bà khổ không? Đi đâu một chút là bà hỏi, rồi đi đâu mà chưa về là bà điện thoại cho bạn bè, ảnh có ở đó không, ảnh ở đâu, ảnh đi đâu rồi. Rồi bắt đầu là chồng đi về, bắt đầu đi ngửi áo chồng có mùi này mùi kia lạ không nữa. Thì thấy khổ chưa? Có chồng đẹp vẫn là khổ, mà có vợ đẹp vẫn khổ. Có vợ đẹp thì mình cứ canh canh vợ hoài, sợ người ta nhìn ngó vợ mình, thấy chưa? Còn cái xấu thì mình cũng không chịu, mình chán nản. Nhưng mà bây giờ mình nghe đạo mình hiểu rồi, rõ ràng đúng là cái gì ở thế gian nó cũng có cái giá của nó, cũng vẫn có cái khổ chứ. Tại vì mình không biết chấp nhận, mình không biết quý cái mà mình đang có, hiểu không? Nên bây giờ chúng ta quý cái mà mình đang hiện tại có đi, để một ngày nào nó vô khỏi tầm tay mình, có khi mình tiếc nuối á. Nên cuộc đời con người là đến nhau ở thế gian này, chúng ta nên nhiệt tình, hết lòng hết dạ khi chúng ta đến với nhau đi, để một ngày nào khi xa nhau thì nó không bị cái tình cảm chối buộc là ái biệt ly khổ. Nhiều người con người chúng ta sống trong cuộc đời này không có thương nhau lúc còn ở bên nhau. Thường là có rồi mà chúng ta không bao giờ trân quý đâu quý vị. Nhưng khi mất thì chúng ta mới quý trọng, mới quý được cái việc mà chúng ta đã từng có. Ước gì mà chúng ta còn được nó thì chúng ta sẽ quý hơn. Thường là con người ta ở cái cõi này là thường là gì? Phải chi còn thì mình sẽ quý hơn. Nhưng bây giờ là nó mất rồi, hiểu không? Nên chúng ta bây giờ nên trân quý cái mà mình đang có đi quý vị. Đang được ở bên nhau đi là duyên đó, duyên đang được ở bên nhau đó. Nên trân quý cái nhân duyên này để hướng với nhau về Cực Lạc đi. Đó mới gọi là tình pháp lữ tuyệt vời, hiểu không? Đặc biệt quá đó, nói gì không? Nên mỗi một con người chúng ta mà nghe Phật pháp như vậy, tự nhiên nó cảnh tỉnh cuộc đời mình ghê lắm. Và tự nhiên ai cũng sẽ phát một cái tâm thấy trân quý liền à. Nên mình sống trong cuộc đời này, mình quý nhất là mình được nghe Phật pháp thôi à. Quý nhất là được nghe Phật pháp thôi á. Nên đi về đây một ngày bốn thờ của chúng ta, những đức lên tiếp quý vị nhiệt tình hết lòng, nhưng mà Phật cũng gia hộ cái tiếng của mình nó rõ được quý vị. Chứ nếu mà nó lên mà nó như con vịt đẹp thì chịu thua luôn. Nghe không? Lên mà gặp mà chào mà xin chào dạng tử, quý vị có khỏe không? Ngày nay tu an lạc không vậy? thầy ô, nói không nghe, nhỏ quá, thầy nói lớn lớn lên đi. Thầy hết pin. Thầy hết pin, đúng không? Nói trời ơi thầy ơi thầy, mấy tu đại chứ thầy hết pin mà nói không nổi. Nghe không được cái gì chứ mà nói hoài chi vậy thầy. Thầy hết pin mà thầy gán cố gắng hết lòng hết dạ. Thôi thầy hết lòng hết dạ, con chịu không nổi thầy rồi đó. Nhà Phật cũng gia hộ cái tiếng của mình nó rõ ràng quý vị, thấy không? Nó mới nói cho người ta nghe được. Nó bây giờ mà con người đang nói được thì nắm bắt cơ hội nói đi, mai mốt nói không được thì thôi. Ai biết mai mốt nói không được thì sao, thấy không? Ai biết được, cái cuộc đời nó kỳ cục lắm. Có lúc thì được thì có cố gắng đi. Nó gọi là kẻ biết thờ mới là cha tấn kiệt. Mà làm được thì cứ làm nhiệt tình đi, cứ dùng cái cổ này hết lòng đi. Có nhiều người nói thầy nói nhiều quá, thầy nói với cô chừng nó nghe cái gì quảng quảng vậy ta. Nó tự nhiên viết cô chừng nó si cầu que thầy ơi. Thế nào si cầu que đủ viết nghỉ, bây giờ nói được cứ nói đi,
không? Ồ thầy thầy con thấy thầy mà thì lại Bồ Tát Quán Thế Âm thấy tao nghiệp quá, lại gì đâu mà lại thấy ghê quá, lại mà thấy gì đâu mà thầy gì đâu mà nó găng nanh gì nó nổi lên ghê. Nên tôi phải chơi nhiệt tình như vậy đó, chứ tôi chơi yếu yếu không được, đúng không? Nó đã là vô chặn rồi là hết lòng hết dạ, phải không? Nó giống như Phật Bồ Tát cũng hết lòng hết dạ chúng sanh, mình cũng cố gắng mang cái thân phàm phu này một ngày nào cũng bỏ thôi, đúng không? Nên khi mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, ông nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Am, thấy không? Tự nhiên nó hừng hực cái tâm lên, nó làm cho người ta nghe, người ta phía sau nó hừng hực lên, quý vị thấy không? Mình vì người ta thì mình sẽ cố gắng thôi, chứ gặp mà mình mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Am, mấy bà phía sau chứ bà niệm theo Quán Thế Âm Bồ Tát chịu thua. Bây giờ quý vị niệm vậy sao, mới niệm thì vậy sao chứ sao? Trời ơi, ta niệm tiếng ghê luôn, mà có nhiều bà kế bên mà mấy bà còn niệm, mà mấy bà còn giữ hơi giữ sức kìa. Mình niệm muốn chết luôn mà mấy bà kế bên mình mới làm này Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng Đức quay lại, Nhưng Đức nhìn, Nhưng Đức làm như nè. Nhưng Đức nhìn như không, mấy bà không biết nghe. Bà tưởng đâu là chắc kêu niệm nhỏ nữa hay sao, cái câu sau bà không niệm được cái tiếng gì mà câu sau mới làm nè tiếc. Nói trong bụng bà chứ tôi bực bội, tôi quay lại với bà bây giờ với bà tét tét hoài nghe. Quán đem Bồ Tát mà niệm câu giùm tôi đi, người ta sướng muốn chết luôn, mà kế bên mà cái Quán đem Bồ Tát mở miệng ra, mở miệng ra giùm tôi được không? Bà thấy tôi hả cái miệng tôi niệm chứ mà sao bà niệm giùm. Ôi vậy biết rằng ồ như vậy ngộ vậy đó. Nhưng mà mỗi lần mình vẫn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là vẫn niệm dữ lắm. Thôi kệ đi vậy. Thì cuộc đời con người mình lúc nào nó tự nhiên nó đến lúc nó tiến nó hết được vậy thì nó hết thôi. Thế bây giờ quý vị cứ lo hoài cuối cùng không có được cái gì chứ á. Nên cuộc đời con người chúng ta những cái gì làm được làm đi. Mai mốt làm được thì thôi. Đừng có miễn cưỡng. Đúng bây giờ quý vị coi này, ngày lễ tổ chức thoải mái luôn á. Giảng bao nhiêu buổi cũng được, người ta đến hào hào bao nhiêu cũng được. Đó là cái lúc thuận tiện. Rồi mai mốt không thuận tiện nữa, quý vị vừa đến đây cái là người ta chặn ngoài cửa. Vừa bước vô cái ta chặn ngang, đi đâu? Dạ đi vô tu, không đi gì, không cho vô đây. Sao kỳ cục quá trời, sao tôi đến đây tu mà không cho đó, sao vô tôi bắt á nghe. Mà tôi đi gặp thầy những đức bị bắt rồi. Thấy chưa? Nó nói thôi chịu thua, thầy bị bắt rồi, thôi mình đi về. Ai biết được quý vị? Cuộc đời con người nó vô thường lắm nghe quý vị. Đừng có nói mà vẫn chơ, cho nói mà hưng khởi ầm ầm như vậy nó tắt bất tử á. Giống như một cái đèn mà nó phực lên cái là nó tắt, thấy chưa? Ở cái cõi này nó như vậy đó. Nên chúng ta đừng bao giờ thất vọng bất cứ một cái gì trong cái cuộc đời này. Mà lúc thịnh lúc si, con người có già bệnh và chết thì cái cảnh giới nó cũng thịnh si. Nên Phật có nói là gì? Thân người sanh già bệnh chết, còn cảnh giới thành trụ hoại không? Rõ ràng rồi. Như vậy thì cái thịnh si của cõi đời là tự nhiên. Người giàu rồi nghèo, người đẹp rồi xấu. Quý vị biết rằng ở cái cõi đời này ít ai mà ta thịnh hoài đó. Chỉ có thịnh hoài đó là gì? Là tu nhân tích đức cho về thì nó mới thịnh hoài. Quý vị biết rằng là những đức đọc cái câu chuyện của Phạm Trọng Yên, gia đạo ông thịnh 1000 năm. Ghê không? Kinh khủng không quý vị? Cuộc đời của ông Phạm Trọng Yên này, nghe ông tu nhân tích đức, ông dạy con cháu, ông từng đời học y gen, tu nhân tích đức luôn. Vậy mà gia đạo thịnh 1000 năm. Nó giống như Khổng Lão Phu Tử. Cái sớm của Khổng Lão Phu Tử bây giờ mà nói là dòng họ Khổng Lão Phu Tử mà một sớm. Trong khi Khổng Lão Phu Tử ngài chỉ có đúng một người con trai, mà con trai chết sớm nữa chứ. Vậy mà sau này ngài mất đi, người ta gọi là tín ngưỡng cái đạo của ngài, và người ta phục cái đức của ngài. Vậy mà đệ tử giữ mộ cho ngài rồi nhập họ ngài luôn, nhập họ Khổng Lão Phu Tử luôn. Vậy mà cuối cùng thành cái sớm của Khổng Lão Phu Tử, mà tới bây giờ luôn mà vẫn còn cái sớm của Khổng Lão Phu Tử, mà con cháu cứ học theo cái đức đó, vậy mà thịnh vượng luôn vậy đó quý vị. Nên rõ ràng thấy không, ông bà cha mẹ mà để cái đức thì con cháu mặc sức mang. Cái đức là cái hành động, mà cái hành động là để dạy con cháu. Còn bây giờ đời này mình tu phước tu duyên, nhưng mà bây giờ con cháu mình nó không nghe mình, tại vì cái hành động tu của mình không dạy được nó. Vậy thì gia đạo này vẫn bị si rất là mau quý vị à.
Nó nên bây giờ chùa mình bây giờ có cuộc sống, mình phải chia người ta cuộc sống, có niềm vui phải chia người ta niềm vui. Nên người trong chùa mình phải phục vụ chúng sanh, rồi quý vị có được niềm vui, có được niềm vui quý vị tiếp tục phục vụ chúng sanh, như vậy thì cái hưởng lâu dài. Nếu như hưởng hoài mà không tạo vậy thì một ngày nào nó suy sụp, đúng không? Hưởng nhiều quá mà không tạo thì là suy sụp. Nên từ nơi đó mỗi một con người chúng ta hưởng là phải tạo. Giống như uống nước, uống một miếng phải chăm miếng, uống miếng phải chăm miếng. Còn nếu như quý vị chỉ có uống không mà không chăm thì hết nước uống. Có phước mà chỉ có xài mà không tạo ra phước thì hết phước. Mà hết phước thì gia đạo suy sụp liền, không nói dòng do chứ. Quý vị phải nhớ rằng con người mà khi mà hết phước khổ lắm quý vị ơi. Có phước là cảnh giới thịnh vượng, mà hết phước là cảnh giới suy sụp liền. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người tu nhân tích đức là cái đặc biệt nhất. Mà cái tu nhân tích đức là ngay chỗ niệm Phật này nè. Rồi thêm một cái là biết rằng là mình muốn giảng sanh nên mình nhất định là không buồn giảng ai để trong tập. Nhớ nghe, cái câu mà những đứa cứ nhắc hoài, mà nhiều cô mà ở miền ngoài vô đây gặp những đứa họ, họ nói những đứa câu gì nè: trời ơi thầy ơi, đúng là cái câu mà thầy nói, câu này nó hay công nhận luôn. Cái câu mà thầy nói mà đừng buồn giận người khác để trong tâm, cái câu này thầy nói hoài giùm con đi thầy. Cuộc đời con khổ là chỉ có giận hờn người khác để trong tâm thôi à. Mà nếu như con mà không buồn giận người khác để trong tâm là con không có khổ. Cái khổ chỉ có đúng buồn giận người khác để trong tâm. Đấy, thấy chưa? Nên từ nơi đó bây giờ tất cả người ngồi trong đây bình tĩnh suy nghĩ, phải là cái khổ chúng ta là giận hờn người khác để trong tâm không quý vị? Nhớ không? Vậy thì bây giờ cuộc đời con người chúng ta có dai có giả. Bây giờ tự nhiên mình đến hết lòng với người ta mà người ta đối xử với mình tệ bạc là người ta đang đòi mình. Mà đã hiểu là cái đòi thì trả, đúng không? Thôi bây giờ chúng ta muốn gì cực lạc, trả hết, trả, trả tới cùng luôn, trả sơ sát luôn, trả không còn một cái áo bằng luôn, giữ cái quần thôi. Trả tơ bờ qua lá luôn, đúng không? Trời ơi, không đơn giản quý vị, nó họ mà chịu đòi quý vị nghe, họ đòi tới bờ tới bến luôn, cho quý vị biết đó, chứ đừng nói chuyện đùa, trời. Nó nên nó, nếu mà thiếu nợ mà thật sự mà thiếu dữ quá mà trả là trả cả đời. Có cái bà kia bà nói: trời ơi thầy ơi, con nghe thầy giảng con nói rõ ràng luôn thầy ơi thầy, chính con trả nợ cho chồng con thì con trả không tưởng tượng được luôn. Từ khi mà vừa lấy ổng thôi là bữa đầu tiên nghe chưa động phòng tát vô mặt một cái, chưa động phòng quýnh cái trước, trời ơi, kinh khủng không. Rồi động phòng xong quýnh thêm vô mặt một cái nữa, trời ơi, mở hàng hai cái. Nghĩ đi, kinh khủng không? Rồi bà kêu bà cứ, bà này chắc bị đánh rồi sao bà cứ. Nên từ nơi đó thì biết rằng chưa động phòng rồi đánh cái rồi, đánh vô mặt á. Rồi động phòng rồi quất thêm cái vô mặt nữa. Trời ơi, hồi xưa chưa từng thấy cái ông gì mà kỳ cục. Rồi từ đó về sau là cứ quýnh lên ra hoài. Nhưng Đức nói như vậy bà bị đánh suốt như vậy, chắc cái việc mà đẻ chữa chắc ít lắm đúng không? Bà nói không dám ít đâu, đẻ 8 đứa thôi trời. Đánh giả mang gì mà đẻ dữ với bà. Bà nói ừ, nó đánh mà nó thương là thương à, có khi nó thương rồi nó đánh nè thầy ơi. Thì thầy cứ nghĩ đi, cái ban đầu mà nó đánh một cái rồi nó động phòng, nó động phòng xong nó đánh một cái nữa thì thầy biết rồi đó, cái thằng kia bà nó vô duyên cái gì đó. Nhưng Đức nói chắc bà thiếu nợ nhiều đời nhiều kiếp, bà đã từng làm ta như vậy đó bà ơi bà. Nên đời này bà khổ kỳ cục như vậy chứ ai mà gì đâu mà mới đầu tiên mà chứa chân đánh cái rồi động phòng, động phòng xong đánh cái vô duyên vậy. Hồi xưa chưa từng thấy cái thằng nào kỳ cục vậy luôn. Bà nói ờ chồng con nó vô duyên lắm thầy ơi thầy, phải chi mà nó bỏ mình phước cho rồi đi. Nó nói một câu gì nè: mày không thoát khỏi tầm tay tao đâu. Trời trời. Mà nó không thương mà nó đánh, mà nó đánh xong nó nói là mày không thoát khỏi tầm tay tao đâu. Nghe không? Dù cỡ nào mày cũng ấy ở trong tầm tay tao. Trời trời. Vậy mà bà nói bây giờ 70 tuổi rồi, 70 tuổi rồi. Bà đi đây bà cộng tu bà nói 70 tuổi rồi mà ổng còn khỏe nghe. Bà nói là như vậy mà ổng vẫn còn khỏe thầy. Lâu lâu ổng vẫn đòi. Trời trời trời. Kinh khủng vậy trời. Cái ông gì mà ổng đòi nợ gì, đòi đòi giả mang thì. Bà ở đây thấy ghê chưa? Nó gặp một người chồng lũ đạn kinh khủng như vậy đó. Thì bà nói thầy ơi, con nói thật sự với thầy nghe, bao nhiêu lần muốn chết, bao nhiêu lần muốn chết, mà lạ thay uống thuốc sâu thì tự nhiên bị người ta bắt gặp, đem đi cứu sống lại. Tiếp tục về nó nói mày muốn xa tao phải không? Bác
tiếp tục động phòng nữa. Trời, thằng Duyên nó hát đàn đi trời. Mà bà kể mà mình tới giả mang tiền quý vị. Đúng là cái cõi đời này kinh quý vị ơi, quý vị. À, quá kinh. Rồi một lần bà nói bà muốn treo cổ tự tử. Bà vừa buộc cái nhựa dây lên cái cây, chờ người ta đi hết, bà máng cái cần cổ bà treo toàn ten. Bà nói rằng vừa máng cần cổ vô thì bà đu lên bà đá cái ghế rồi cái nó gãy cây cái rớt rồi xuống. Đúng là buộc chết không được quý vị nghĩ đi. Nợ trả chưa xong. Xong bà được người ta tặng cho một chiếc máy nghe pháp. Bà nghe những đức nói kiểu này nè. Bà nói trời ồ phải chi nghe ông thầy này sớm. Nghe ông thầy này sớm lắm mà đâu có khổ cái kiểu này. Cũng là trả mấy chục năm mà trả trong cái khổ không à. Phải chi mà nghe ổng sớm thì mình trời ơi mình nói nè làm gì làm đi. Thì kỹ đi. Bây giờ không muốn trả mà nó cũng dằn vặt nó làm. Mà vì khổ đau vô cùng phải chi mà nghe thầy sớm thì con hả? Phức cho rồi đi rồi đi giả. Quý vị nghĩ đi. Ôi quý vị. Đúng là quý vị nhiều người cứ nói câu là trời con phải chi mà con gặp thầy sớm. Nhưng Đức nói bà làm sao gặp tôi sớm được. Đâu có dễ gặp. Nó phải te tua rồi nó mới gặp chứ sao mà tự nhiên bà gặp sớm. Bà gặp sớm thì bà đâu có khổ. Đúng không? Đã nói đi đến đây khổ, bà khổ đi rồi bà mới gặp. Đúng không? Khổ đi rồi mới gặp nghe. Nên từ nào đó quý vị thấy không? Cái khổ chưa? Nên từ nào đó mà nhờ Phật pháp rõ ràng không? Phải nhờ Phật pháp mới cởi mở tâm tư đúng không? Nên chúng ta mà buồn giận người khác để trong tâm là chúng ta tiêu rồi. Khi buồn giận người khác để trong tâm là quý vị đời sau tiếp tục đến cho nợ nữa. Vì sao? Vì buồn để trong tâm là tạo thành một cái đầu mối của nợ để mà trả người đó mà. Nên quý vị khi không vừa lòng người này là phải xóa sổ người này trong tâm ra. Và phải để câu Phật hiệu vô niệm cho nó dày. Để chi là cái nhân và cái quả của mình là cực lạ. Còn nếu như quý vị ghét người đó mà hận người đó mà để trong tâm, mà không nói ra mà vẫn hận người đó để trong tâm, thì cuối cuộc đời quý vị là cái tâm này nó tưởng cái chỗ đó là nó sẽ sanh tiếp tục gặp người đó trong cái cõi nào đó, hoặc trong cái loài súc sanh đó, trong cái Atula đó, hay trong loài quỷ đó, trong loài ma đó, trong cái địa ngục đó, vẫn là phải gặp nhau để mà giết nhau trong đó. Kinh khủng không? Vì sao? Vì cái tâm sân hận này nó để trong tâm là nhắn mà. Cái giảng sanh là từ tâm phát ra. Nếu như quý vị phát một cái tâm bực giận ai là trong tâm thì nó sanh ngay cảnh đó. Ghê chưa? Nghe ghê chưa? Nghe ớn chưa? Từ nơi đó mà nghe như vậy mà không chịu cởi mở nữa thôi á. Ôi ôi nói mà nó hừng hực sức ngoài hộp luôn. Thấy chưa? Quý vị thấy cái kiểu này mà nói là nó đột phá hết đó quý vị. Thấy không? Nên thôi, chúng ta bây giờ đối với con nợ thì chúng ta cứ là xong quý vị à, giống như con nợ là chúng ta cứ là cỡ mở hết trên xong phước cho rồi đi. Như hồi chưa dài quý vị vậy đó. Đừng có khép nép mệt mỏi nữa. Muốn trả nợ đúng không? Biết rồi. Biết dòng này rồi. Mày lạng hoạn biết rồi. Muốn gì muốn đi. Có khi nó sợ ngược lại. Nó sợ con nợ nó sợ. Nó thấy trời nhỏ này sao. Bà này giờ sao thấy ghê vậy trời. Hồi xưa thì mình còn đủ chuyện hết trơn, nó mới chịu, mà giờ nó thấy ghê. Mở tóc ra. Trời ớn quá. Bà đi tu, ông thầy chỉ bà cái chiêu gì bà ghê quá vậy. Tôi bây giờ tôi hiểu rồi. Trả nợ. Thiếu nợ thì phải trả thôi. Thằng Văn làm gì. Dùng cái câu của Nhân Đức nghe. Tự nhiên ông thấy ngạc nhiên, ông hỏi vì sao bà bây giờ kỳ cục như vậy. Bà nói, quý vị nói, thiếu nợ thì bị trả thôi. Than vang làm gì. Rồi muốn làm gì làm đi. Trong cảnh nào cũng A-di-đà-phật. Nhân Đức nói nợ mà trả một cái vèo xong liền. Quý vị biết sợ quý vị không niệm nổi á, chịu thua không niệm nổi á. Chứ nếu trong mọi cảnh duyên quý vị thằng chồng nó tiêu cái nghiệp ái của nó luôn, nó giải cái nghiệp ái của nó luôn cho quý vị biết đó. Đừng có nói chuyện đùa, câu Phật hiệu này không đơn giản đâu đó cho quý vị biết.
Nếu trong mọi hoàn cảnh mày bị niệm được câu Phật hiệu này đi, nó niệm tiêu sạch tất cả những cái ái nhiễm, cái trần cấu, cái nghiệp chướng luôn. Niệm Phật nó không tiêu túc nghiệp, mày bị nghĩ đi, sợ mình niệm không được á. Sợ mình niệm không được á, cho vị biết á, ha, nó còn nhiều cái sự ngại ngùng mà không niệm á. Nên từ nó mà đừng có ngại, câu Phật hiệu nó không có ngại. Câu Phật hiệu là cái quả giác không có ngại, hiểu không? Trong lúc nào cũng niệm Phật được là đạt, hiểu không? Cái cách những đức hướng dẫn là cái cách cho quý vị là áp dụng trong tất cả cảnh duyên luôn. Tuy là nói nó có những cái thô tâm, những cái nó quá khứ là chống lỏng chống liễu, nhưng mà cái cõi này giờ nó nóng quá, thời tiết nóng nóng nực quá, thì giảng pháp cũng phải giảng cho nó cởi mở hết thôi, đúng không? Quý vị biết rằng bây giờ mà ốp 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 rồi nó không có hiểu. Tại vì con người bây giờ lo cơm áo gạo tiền nhiều quá, không có thời gian suy nghĩ. Quý vị kêu tư duy, họ nói bận thấy mồ mà tư cái gì mà di cái gì. Họ không hiểu hai chữ tư duy luôn, hiểu không? Nên bây giờ giảng pháp là phải cần vạch rõ luôn. Không có nói tư duy tư gì, tư cũng ai với Đà Phật mà di cũng ai với Đà Phật luôn. Hiểu không? Vậy thì quý vị đạt rồi đó. Nghe cái đề là thấy cười liền đúng không? Đặc biệt nhất là không giận hờn người khác để trong tâm, thường vui, thường cười, đó là người có phước. Đúng rõ ràng. Cái đề thôi cũng nhắc cả đời ngon lành. Nên Đại Lão Tường Tịnh Không ngày nói một câu mà, ba ngày không nghe pháp, Bồ Đề tâm lui sụt. Nên quý vị đi đến đây tu một ngày như Đức chia sẻ Phật pháp ba buổi, chắc Bồ Đề tâm về đây nó tăng dữ lắm nha. nó kích động tư tưởng tu cho mình hừng hực vậy. Ví dụ như thời chia sẻ Phật pháp xong lễ Phật nửa tiếng, cái thời khóa tu này là đặc biệt. Cái tuyệt vời nhất quý vị là gì? Ở nhà tu được hai thời sáng tối, thờ khóa rất khỏe. Có cô cái bên thị sĩ có nói một câu, khi mà khổ tu là người ta cứ nói là ủa nhà bà sao ngày nào cũng rủ ở đâu mà đông người về niệm Phật dữ vậy, mà có ông thầy nào mà cái miệng ông niệm lớn tới ghê. Nên từ nơi đó bà kêu nói ở nhà tôi lúc nào cũng đông dữ lắm. Lúc nào cũng đông. Thì vị thấy là cái phương pháp tu chùa mình đưa ra là cái phương pháp mà những đức tính rất là kỹ. Những đức biết rằng một mình người mình tu nó sẽ không tu có lực. Nên những đức thu âm làm sao mà cái điều địa chung giống như quý vị đang niệm với một số lượng người rất đông, là điều thứ nhất. Cái phương pháp lễ Phật là giống quý vị đang lễ Phật cùng với nhiều người rất là đông, là điều thứ hai, đúng không? Nó tạo cho ra quý vị một cái tâm lực, định lực để mà tu. Và khi quý vị mà có một cái thời khóa tu thì nhất định quý vị sẽ không bao giờ quý vị bỏ phương pháp tu, bỏ cách tu được. Hoặc là quý vị đã lên tu thì quý vị không nỡ lòng để một mình những đức niệm Phật cô đơn quạnh quẻ. Đúng không? Đó, cái chỗ này là cái chỗ đặc sắc nè. Nếu như quý vị một mình mà lụi cụi một mình một chút bỏ cuộc, khi mình lễ một chút cái ai kêu ai réo cái gì mà người ta sẽ dễ kêu dễ réo, vì người ta thấy có một mình niệm, người ta dễ xen vào để kêu mình. Còn khi mọi vị thấy người ta đang tu mà có ông thầy ông niệm, người ta muốn kêu không dám. Thấy cái đó là một cái phương pháp tu, một cái nghi lễ đang tu, người ta không dám đụng vô. Thí dụ như đơn giản bây giờ ở ngoài người ta muốn kêu quý vị ngồi trong đây, người ta không dám, không dám vô kêu. Nhưng mà nếu như quý vị chỉ có một mình, người ta sẽ kêu, vì người ta không thấy có ai, người ta sẽ kêu mình, người ta không sợ. Nhưng mà người ta thấy có một cái nghi lễ, có một cái nguyện hương, rồi có một ông thầy niệm, người ta không dám. Cái này là cái đặc sắc vô cùng mà. Cái phương pháp tu này là mãi mãi về sau, những đức nói rằng là cuộc đời những đức đi đến đây và khi chết đi là để cho quý vị một phương pháp tu đó. Để là cho quý vị hai cái bài pháp là một câu ai Phật niệm đến cùng mà quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, là khi đến đây và khi ra đi là để lại hai cái đề học đó và một cái phương pháp tu cho quý vị đó, nhớ nha. Bây giờ người ta áp dụng khắp nơi nơi, từ nước mình cho đến nước ngoài rồi tùm lum, khắp nơi nơi người ta áp dụng luôn, rất là đông người mà bây giờ cái thành một cái phương pháp mà tu tại gia đình luôn, gọi là phương pháp tu gia đình, mà gọi là thời khóa tu rất khỏe, chỉ đúng một tiếng đồng hồ tu thôi.
Niệm đi chung 20 phút nãy vì niệm đó. Rồi lễ Phật 45 phút hồi hướng nghiệp. Gọn hơn. Rồi cả ngày quý vị bấm số niệm Phật. Cứ bấm số niệm Phật. Nhớ nha. Cái phương pháp bấm số niệm Phật này cực kỳ hay. Vì sao? Vì nó nhắc mình. Nó nhắc mình để mà mình siêng niệm Phật. Thí dụ như nếu mà mình không dùng cái phương tiện thì mình bỏ cuộc. Mình không thể nào niệm hoài được. Nên những đức nói rằng cái phương pháp bấm số niệm Phật này là nó thay thế trong cái thời cuộc này bấm điện thoại. Nên bấm số niệm Phật mà còn ghi lại, cái này nó quá hay. Có nhiều người ta nói ủa làm gì kỳ cục niệm Phật mà còn tính toán với Phật. Ok, Phật thì không có tính toán với mình, mà mình thì phải cần tính toán với Phật. Tại vì sao? Vì mình là phàm phu, mình phải tính với Phật. Còn Phật là bậc giác ngộ, không cần tính với mình, đúng không? Đức Phật nói này khôn quá. Không? Tại vì sao? Con là phàm phu, con còn nhiều tính toán lắm Phật ơi. Con làm cái gì con cũng so đo tính toán dữ lắm. Thì thôi Phật cũng thông cảm. Nên con niệm danh hiệu Ngài, con tính với Ngài đó. Để mà cuối cuộc đời nếu Ngài không rước con là không được đó nghe. Thấy chưa? À, nên từ nơi đó mà con tính toán với Phật để mà con siêng niệm Phật. Đức Phật Ngài biết hết. Ngài biết cái hành động của mình làm mới hết. Ngài biết rằng là những đứa con ngoan này muốn về với Phật mà vì nhiều cái vọng tâm, vọng niệm, nhiều cái vọng cảnh, nhiều sự trở ngại, trái ngang mà không niệm Phật được. Nên bây giờ phải dùng cái phương tiện đơn giản này để mà niệm, để rồi tính với Phật, để rồi siêng niệm Phật, vì nó là kẻ cùng tử lạc lối. Bây giờ gặp được lối về nên nó muốn về bên cạnh Phật, nên nó cố gắng tưởng nhớ Phật và tính với Phật để mà niệm Phật, để mà muốn về cực lạc. Nhớ. Nên từ nơi đó mà cái phương pháp số niệm Phật này nó cực kỳ hay, quý vị phải nhớ vậy. Phải phát huy phương pháp này không được mà chúng ta để cho từ từ nó lạc. Như trong chùa như Đức có động viên suốt luôn cái việc mà buổi chiều đi ghi mà gọi là kêu các cụ rồi ra ngoài trước săn, rồi các cụ hồi hướng về cực lạc khi bấm số niệm Phật xong đồ này kia được. Có nghĩa là động viên suốt luôn để nó không lạc. Như Đức tin chắc 100% bất cứ phương pháp nào tu, nếu chỉ cần mình không hành trì, mình không nói là nó sẽ lạc. Quý vị coi bao nhiêu con người đưa ra phương pháp cuối cùng bỏ hết. Dù ban đầu rất là hưng thịnh, nhưng mà một thời gian không lâu là tức khắc bị xuống liền không nói. Do vì sao? Do vì người ta không hành và người ta không nói hoài. Còn bây giờ cái phương pháp tu của chúng ta là một câu ai là Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, cộng lại là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Hai phương pháp này cộng lại là tuyệt vời. Còn mỗi ngày nói về nhân quả, y rang lời Ấn Tổ nói câu đầu tiên là tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Phải không? Phật sắp xếp hết. Nghĩa là cuộc đời chúng ta là chúng ta làm việc cho Phật, Phật sắp xếp hết. Mỗi một cái mô hình đưa ra một cái là tự nhiên thấy nó khớp. Nên hai cái đề học này là học cả đời. Nên quý vị mỗi ngày tu hai thờ, hai buổi chia sẻ đó chỉ có một tiếng đồng hồ, chưa được tiếng đồng hồ. Nên quý vị cố gắng ở nhà duy trì thì tu tịnh độ nhất định quý vị sẽ tu được. Không bao giờ bỏ cuộc luôn, như Đức nói 100%. Cái cách chia sẻ tịnh độ của chúng ta gọi là cô động. Cô động sấy thẳng vào ngay bổ nguyện luôn. Cô động sấy thẳng vào ngay bổ nguyện. Quý vị thấy rằng là cái cảm giác khi chia sẻ tịnh độ thì thấy nó hưng hực không? Có nghĩa là cái cách chia sẻ tịnh độ nó không bao giờ bị trùng lặp, mà nó cũng không bao giờ bị ngán. Nếu như người này thật sự có dụng công tu, dụng công tu trong mọi lúc mọi nơi, họ thích niệm Phật, thì cái lúc mà lên, họ lên chia sẻ Phật pháp là được Phật quang phổ chiếu. Khi quý vị dụng công, quý vị nãy niệm đi chung 20 phút là quý vị biết Phật quang phổ chiếu. Tại vì sao? Vì bổ nguyện Di Đà là soi gọi tìm người niệm Phật mà. Nên cái người niệm Phật là cảm với Phật quang. Phật quang thì bao trùm tặng chúng sanh, nhưng mà cái người niệm Phật mới cảm được Phật quang. Vì cái tiêu chuẩn mà đưa lên để tiếp dẫn đó là người niệm Phật. Nên gọi là Phật quang thì bao trùm chúng sanh, mà chúng sanh không chạm được, không cảm được là vì không niệm. Nên từ nơi đó mà những đức mới nói rằng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà là hai vị giáo chủ cùng kết hợp để tiếp dẫn chúng sanh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta Đại Từ Đại Bi giới thiệu pháp môn tịnh độ, nói về cảnh giới cực lạc, tán thán bổ nguyện Di Đà. Mà các ngài là những bậc giám khảo, còn chúng ta là thí sinh. Chúng ta là thí sinh đi thi. Nhưng mà quý vị có thấy
Cái tiêu chuẩn của một cái trường học nào đặc biệt mà quý vị coi ban giám khảo mà đưa ra đề rõ ràng, đưa ra rõ ràng cái đề cho quý vị luôn. Rồi quý vị cứ học thuộc cái đề, mà cái đề của hai vị giám khảo tuyệt vời này đưa ra chỉ có một câu A Di Đà Phật. Muốn về cực lạc chỉ có niệm A Di Đà Phật, chỉ như vậy thôi. Tất cả những người học ta hãy niệm đi, niệm danh hiệu ta đi, nhất định sẽ được về cực lạc, chân thật niệm đi, chỉ có như vậy thôi. Nhiều người nói rằng đơn giản quá, không dám tin. Chúng ta thì nói rằng vì Đức Phật quá từ bi, biết chúng ta quá tệ nên cho ta một cái đề vô cùng dễ. Nên chúng ta chỉ cần tin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đi, chúng ta tin lời dạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khuyên mình niệm A Di Đà Phật đi, và chúng ta tin Bổn Nguyện Di Đà, Ngài hứa là mình niệm Ngài rước. Như vậy thì chúng ta tin chúng ta cả đời này niệm Phật. Tuyệt vời không? Đúng là không một tịnh độ này cực kỳ tuyệt vời. Nên một ngày dù chia sẻ 5-6 buổi đi chăng nữa, nó vẫn hừng hực cái tâm. Mà nó dù nó có trùng lặp câu này, nó cũng chuyển câu khác. Thì vì để ý đi, nhưng Đức đã thấy rõ ràng, nó trùng lặp câu này nó chuyển câu khác, từ câu này nó chuyển câu kia. Nên cái trùng lặp của nó đều phát âm câu này chuyển câu nọ, nó đều phát ra lạ hết hoàn toàn. Cũng một câu mà nhiều nghĩa, nói hoài nó vẫn nhiều nghĩa, nhiều nghĩa, nhiều nghĩa, nói hoài. Nếu như một người chia sẻ tịnh độ mà nói họ sợ bị trùng lặp thì tức khắc họ sẽ không mạnh dạn nói. Nhưng nếu quý vị gầy dựng tín nguyện kiên cố rồi chia sẻ, tức khắc phát âm từ một văn tự chia sẻ ra nhiều nghĩa, nó lạ tự nhiên luôn quý vị coi, không có học thuộc gì cả. Nếu như quý vị kêu như Đức không thuộc, ngày sau học mà bây giờ viết nhép thì cũng không thể nào mà viết được hết đầy đủ được, mà học thuộc nữa viết cũng không kịp nữa. Thời gian quý vị coi thấy rõ ràng luôn. Sáng tu một thờ, tu xong lên tỉnh chia sẻ Phật pháp 2 buổi, chia sẻ Phật pháp 2 buổi xong quý vị tiếp tục xuống đây một chút xíu là chúng ta chia sẻ một thờ nữa tiếng mấy, xong tiếp tục về ăn cơm, ăn cơm xong ngủ một chút xíu, rồi bắt đầu là thức dậy đi qua đây chia sẻ Phật pháp một thờ tiếng mấy nữa, rồi nãy giờ tắm rồi đi vòng vòng với mấy anh em, rồi đi coi công việc này công việc kia một chút xíu, rồi tới giờ qua đây chia sẻ thêm tiếng mấy nữa. Thì quý vị nghĩ làm sao mà viết kịp, làm sao học thuộc đấy. Như vậy mà nói vẫn là cảm giác nó rất là thích thú. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm là cỡ nào thì cỡ, cứ nói ngay bổ nguyện là tức khắc, đặc biệt 100% là quý vị sẽ cảm giác, nếu quý vị là người niệm Phật thì không bao giờ giận hờn người khác để trong tâm. Vì sao cái người niệm Phật không giận hờn người khác để trong tâm thầy? Vì cái người niệm Phật là nhớ Phật, làm sao giận hờn người khác để trong tâm? Cái tâm người này đã nhớ Phật rồi thì lấy cái tâm ở đâu để giận hờn người khác? Chúng ta giận hờn người khác mà cái người mà nói giận ngày này qua tháng nọ là do họ không có niệm Phật. Nếu như họ là người niệm Phật thì làm sao họ giận hờn người khác? Họ lấy cái tâm nào để giận hờn người khác? Bây giờ quý vị lấy cái tâm là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, dù quý vị còn thêm một chút tâm nữa để mà giận hờn người khác thì cái tâm giận hờn người khác nó quá ít. Rồi tiếp tục quý vị dùng cái tín nguyện niệm Phật để mà nó chiếm hữu những cái giận hờn người khác thì câu Phật hiệu nó sẽ bao trùm những cái điều giận hờn người khác, thì tức khắc cái giận hờn người khác nó mỏng đi, mà mỏng đi thì nó tan biến rất mau, vì tiếp tục cái đánh lùi được phát triển cái chuyện mà niệm Phật lên, và nó tự nhiên nó gạt cái việc buồn giận người khác qua một bên, thì tự nhiên quý vị đâu có giận hờn người khác đâu. Nên cái chuyện mà niệm Phật là không thể nào giận hờn người khác, chỉ có cái người không niệm Phật họ mới đi giận hờn người khác. Khi mình không niệm Phật thì cái chỗ giận hờn người khác nó sẽ phát triển từ tâm, nó mở rộng cái tâm giận hờn người khác ra, thì bắt đầu khi tâm mà mở rộng giận hờn người khác thì giận hờn người khác cực kỳ lâu. Còn khi mà cái tâm mình nhớ Phật cầu sanh cực lạc thì cái chuyện mà giận hờn người khác tự tan biến. Nên gọi là nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà quên Phật bị nghiệp chuyển. Đó, nên từ nơi đó mà về đây quý vị tu học, quý vị thấy nó, cái niềm vui nó đặc biệt lắm. Đơn giản ăn uống rất là ngon, đơn giản thôi. Rồi những Đức thấy mấy cô mình ban tổ chức phục vụ vui vô cùng. Giờ này nó gõ bon bon ở dưới, nó làm nó đập sườn đập gì không? Làm việc vui vẻ đứa nào gì. Chỗ làm việc cứ là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái nhà ăn vậy đó. Ngay cái nhà ăn. Cái chỗ làm việc cứ là như thế nào bắt niệm Phật xuyên suốt, cứ là những Đức lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không? Nó cảm giác có vật hiệu nó lăn lăn khỏi lòng. Nó làm cho người ta làm việc ai cũng vui. Mà cái ban tổ chức mà làm việc mà vui như vậy thì cái cách phục vụ đạt tiêu chuẩn liền của nó dòng gió chứ. Thấy đứa nào cũng vui vẻ. Làm xong rồi buổi chiều nghỉ ngơi chút xíu, bây giờ tiếp tục xuống dưới chuẩn bị pha bột.
thấy Phật tử về tu vui vẻ, dễ thương quá, cho uống bột. Ôi, một chút xíu thôi nhưng mà nó cảm giác bao nhiêu tình cảm chứa chan, không? Mình thấy không? Cái đơn giản thôi gì đâu. Mà đặc biệt những đứa đứng ở trên lầu, những đứa nhìn xuống khi mà người ta vô người ta ăn cơm, những đứa thấy tất cả những người giàu nghèo đẹp xấu lùng lẻ hô súng, người ta bước vào tự mỗi người múc cơm, nó không có một cái sự bị trở ngại. Nó không còn một cái tâm gọi là đi đến đây mà nói rằng là tôi có cương vị, có địa vị gì đó rồi tôi không bước vào chỗ đó, mà tôi chen vô đó tôi múc cơm được. Bây giờ trời ơi, mình ở nhà mình đầy đủ như vậy, có cương vị vô cùng luôn. Mà bây giờ mình đi đến đây mình chen vô múc cơm những con người bình thường này, người ta đi đến đây là tự nhiên người ta sẽ bỏ sạch những cái tâm đó luôn, thì quý vị sẽ an lạc, sẽ vui liền. Hiểu không? Bây giờ quý vị không vô múc cơm thì bị đói. Chùa mình là rõ ràng luôn, không có nói là ai là ở lâu ở mau. Nếu quý vị không vô múc cơm thì quý vị đói à. Giống như quý vị không cố gắng niệm Phật thì quý vị không được giảng sanh vậy thôi à. Đúng không? Đi đến đây là con cùng một cha. Đã là con cùng một cha thì chúng ta cùng sống cho tốt, chứ không phải là đứa này con ruột mà đứa kia con rẻ. Đúng không? Con ruột hết chứ không con rẻ, thấy chưa? Đã là con ruột thì đồng đều thôi. Tới giờ ăn thì cùng vô ăn, tới giờ tu thì cùng vô tu, tới giờ làm cùng làm, nghe pháp cùng nghe pháp. Nó hòa nhập luôn, quý vị thấy chưa? Có những người trong đây người ta cũng có địa vị, người ta cũng có điều kiện sang giàu, có những người có trí thức đàng hoàng, nhưng mà người ta vào đây là người ta sẽ buông hết cái ngã của người ta. Mà khi quý vị buông hết cái ngã thì quý vị mới tu an lạc được. Nếu như quý vị về chùa này mà còn cái sự mà phục vụ, lo lắng cá nhân riêng biệt, một số người nào mà gọi là cúng dường gì đó riêng biệt, như vậy thì quý vị tạo cái ngã cho những con người này. Mà tạo cái ngã cho những con người này thì làm cho một số con người nhìn ngó kia, làm cho một số con người nhìn ngó kia. Quý vị biết rằng thí dụ như ban tổ chức làm việc đi, họ làm việc tối ngày, họ làm việc này việc kia đi quý vị, thì cái giờ ăn của họ thì những đức đặc trách rằng họ ăn uống mình nấu cho họ một chút, coi được một chút. Thật sự mà nói họ làm việc xuyên suốt, có khi cái giờ người ta nghĩ họ còn đang phải đi vòng vòng, cái giờ bị ngủ như đức còn bố trí người đi vòng 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 coi coi có ai mà giờ này chưa ngủ mà ngồi gốc này cây nọ không, bố trí buổi tối mới đi vòng vòng coi luôn á. Ừ. Những ngôn dẫn thêm 3-4 chú cầm đèn pin gọi. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà người ta làm việc như vậy thì quý vị biết rằng là mình phải lo cho cái đội ngũ làm việc tương đối một chút, để làm chi? Để họ có sức khỏe để họ làm việc. Nhưng đức nói rằng mai mốt sau này mà chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà đại chúng nhiệt liệt, mấy chú nghe, mấy thầy mấy chú chứ mấy cô không có cái phần này đâu. Nó như thế nào? Là khi mà chương trình lễ biết Bồ Tát Quán Thế Âm xong, những đức cho mấy chú nam không đi, không đi ra biển tắm biển buổi chiều chút về, kệ ông. Còn những đức thì ở chùa bình thường không đi, tại vì sao? Thôi kệ, còn trẻ thanh niên quý vị, nó như những đức thì nó già đi sẽ mệt thêm. Đi đâu nữa giờ, thôi mình biết hết trơn rồi. Có những chú vô chùa nói chứ không biết gì. Mình là cái dạng lăn lộn ngoài đời sớm quá, còn nhỏ xíu thôi là biết chọc gái. Từ nó đó mà, cái dạng mà nó dữ dằn quá rồi thôi. Còn người ta thì nó nói với nhiều người, người ta nó có nhiều thầy nhiều chú trong chùa mình nói chứ mấy ổng hiền lắm nha quý vị. Tìm hiểu ra có nhiều chú mấy thầy trong chùa mình nó hiền. Thí dụ như bên kia đồ một số thầy mà nói là từ đó giờ chưa từng biết ngón tay người con gái nữa. Thì biết à, tìm hiểu ra mà nói mấy ông này công nhận mấy ông cũng đặc biệt thiệt á. À, hiền á. Tôi lúc hồi xưa còn nhớ xíu xíu, mới học lớp 1 là biết nắm tay cô giáo. Gây gớm thiệt chứ. Nhưng mà thôi thì bây giờ mình sớm quá rồi, thôi mình để cho người ta lâu lâu người ta được đi chơi gì chút đi, còn mình ở chùa núi bà già phước cho rồi. Thấy không? Nên lâu lâu thì được vậy, lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mấy ngày cực lắm quý vị ơi. Rồi riêng những đức thì thôi xong rồi thì mình cũng là mình tu được, còn mấy ban phục vụ làm việc mới cực. Họ làm việc quý vị nghĩ đi thôi, họ làm việc họ đâu có tu được như những đức. Đi cỡ nào như đức cũng lên lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Như bây giờ vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 6 quý vị chuẩn bị hết đi nghe, là 3 ngày đó. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật đó nghe. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị bây giờ về xin nghỉ đi. Nó mấy bà trưởng đoàn rồi chuẩn bị nó nghe, rồi về nói với chồng đồ này kia, nói ngọt ngọt với ổng á.
để ngày đó ông đi cho nó vui vẻ, vui nhà, vui cửa, đúng không? Chứ mình đi tu mà người ta không vừa lòng mình không hay, nên mình về mình nói chuyện sẵn đâu vào đó chân. Ngày đó em sẽ đi lên chùa 3 ngày rồi này kia rồi. Chuẩn bị mình nói hết đi, để 19 tháng 6 cái này mình tiếp tục mình lại 3 ngày. 3 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm, 1.500 danh hiệu cơ hội. Những đức đã nói rồi, thứ 6, thứ 7, chủ nhật sẽ 3 ngày, thứ 7, chủ nhật, thứ 2 sẽ 3 ngày. Còn nó ra tới mà thứ 5, thứ 4 là không có lễ được 3 ngày mà là 2 ngày. Bây hổm nói đó, vừa nói xong một cái là tự nhiên coi lịch một cái là đúng thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Nó à, Phật thử mình coi mình dám không à. Nên từ nơi đó nên nó được một lần rồi thì chúng ta quen rồi. Lễ được 1.500 danh hiệu lần là những đức có kinh nghiệm liền, những đức sau này lễ sẽ khỏe lại. Đầu tiên nó vẫn có một cái gì đó mà mình cảm thấy hơi lo lo gì, vì 3 ngày mà chia sẻ Phật pháp mấy ngày quý vị, dữ quá. Nhưng mà lần sau là mình có kinh nghiệm liền, có kinh nghiệm mà mình thấy rằng mình làm việc cái chư Phật Bồ Tát mình có lòng tự tin ghê lắm. Nhưng mà năm nay là cái năm mà quý vị biết là những đức bệnh nhiều lần nhất nè, năm nay nè những đức bệnh 2-3 lần luôn á. Nhưng mà cuối cùng cũng hết bệnh thôi, ha. Nên con người chúng ta khi học đạo rồi mình tin lắm, mình tin lắm. Có nghĩa là cuộc đời con người mình mỗi lần bệnh là mỗi lần trả một lần nghiệp, mỗi lần bệnh là trả một lần nghiệp. Bệnh sâu mũi cũng trả nghiệp, mà bệnh nhất mình cũng trả nghiệp, té chặt chân cũng trả nghiệp, gãy tay cũng trả nghiệp. Nó bị cái gì cũng trả nghiệp. Nên chúng ta cái gì cũng là vui trả nghiệp phước cho rồi, rồi chúng ta tiếp nói là niệm A Di Đà Phật. Như vậy thì một mặt thì trả, một mặt thì tăng, ha. Một mặt thì trả nợ, một mặt thì tăng phước duyên. Là mình cầu sanh cực lạc là tăng phước duyên đó quý vị. Nên bây giờ chúng ta là ngày nào chúng ta cũng nhắc nhau về cực lạc. Con đường này tuyệt quá mà. Thật sự mà nói ai mà không muốn đi về một cái nơi đặc biệt quý vị. Ai mà không muốn đi về một cái nơi đặc biệt chứ ai mà muốn đi đến cái nơi khổ bao giờ. Nhưng do chúng ta bị mù mờ nên chúng ta đi vô cái chỗ khổ đau. Chứ bây giờ nếu như chúng ta sáng sủa thì chúng ta muốn đi về cực lạc chứ ai mà muốn đi về cái cõi này khổ đau. Hoặc là tam đồ ác đạo, không có ai đi chọn cái khổ bao giờ. Nhưng do chúng ta gặp duyên bất đồng, không gặp người chân thật hướng dẫn. Chứ nếu như mà chúng ta nhiệt tình mà chúng ta gặp cái người hướng dẫn, đủ nhân duyên mà người ta hướng mình về cực lạc, thì chúng ta hay tất cả chúng sanh ai mà không muốn đi về cực lạc. Một cái quốc độ tuyệt vời như vậy ai không muốn gì á. Quý vị nghĩ đi, bây giờ tuổi thọ vô lượng là tuyệt rồi đó. Cái tuổi thọ vô lượng là đặc biệt rồi đó. Bây giờ ở đây mình hưởng cái gì, bây giờ thời gian nó được bao lâu? Có hưởng cái gì cũng không được bao lâu thời gian cả. Bây giờ chúng ta thông minh chúng ta tính đi. Bây giờ người có trí thức tính đi. Tính cái sự hưởng thụ trong cuộc đời này đi quý vị, tính đi được bao nhiêu thời gian. Bây giờ chúng ta có giàu cỡ nào như những người ở Việt Nam chúng ta, mà giàu nhất ở Việt Nam chúng ta đi chăng nữa, quý vị coi có giàu cỡ nào cũng được bao nhiêu thời gian. Thời gian chúng ta lập nghiệp và tới thời gian chúng ta giàu cực giàu luôn, thì tuổi chúng ta cũng nằm cái dạng gần 60 hay năm mấy. Thì từ 50 mấy tới 60 quý vị còn coi bao nhiêu thời gian để hưởng cái giàu này. Mà họ không hưởng được cái giàu luôn. Cái sự nghiệp họ quá giàu thì họ phải bận tâm, bận tâm, bận tâm, bận tâm vì nhân viên làm việc quá cực. Họ sợ bị sự nghiệp bị sa sút, nên họ tiếp tục phải lo cho một cái sự nghiệp của họ đang phát triển, cái đà đang phát triển. Và họ phải tính làm sao cho những đứa con nào để tiếp nối sự nghiệp cho họ. Nên cả cuộc đời của họ không có được thời gian để rảnh rỗi nghỉ ngơi. Còn ở thế giới cực lạc thì không phải. Tuổi thọ vô lượng mà sự hưởng thụ tuyệt vời, mà sự hưởng thụ của thế giới cực lạc là sự hưởng thụ của Phật Bồ Tát, chứ không phải sự hưởng thụ của thế gian mà chúng ta đi ăn nhậu bê tha gái gú tạo nghiệp. Mà hưởng thụ ở thế giới cực lạc là gì? Là sự hưởng thụ pháp lạc, là sự hưởng thụ của Phật Bồ Tát, là sự hưởng thụ đỉnh cao nhất của đời người. Sao không gì ai mà không muốn gì á, đúng không? Đó, nên từ nơi đó mà tổ sư nói rằng giàu cũng nên niệm Phật, mà nghèo cũng nên niệm Phật, đẹp cũng nên niệm Phật, mà xấu cũng nên niệm Phật, hạ người nào cũng nên niệm Phật. Vì sao? Vì đó là đang mở ra một con đường thênh thang để chúng ta đi về nơi tốt đẹp. Cảm giác như vậy rồi thì quý vị tự nhiên thích niệm Phật. Nên cái người niệm Phật là họ sẽ không buồn ai để trong tâm, và thường vui thường cười là người có phước. Thường vui thường cười là người có phước rõ ràng. Quý vị coi bây giờ cái người giàu vô cùng mà cái mặt nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt, đi đâu cũng là than. Có không? Có nhiều người giàu than không? Không nghe đạo là nhiều người giàu họ than ghê lắm. Họ đi đâu cũng trời ơi, ơi trời ơi, năm nay làm ăn không được cái gì hết. Nghe không? Họ than, họ than trước để mình đừng có mượn tiền. Nói quý vị coi, vậy thì giàu này giàu không có giàu sang, mà giàu khổ.
Cái giàu sang là giàu gì? Cái người giàu sang là cái người giàu mà biết làm từ thiện á. Cái người giàu sang mà cái người giàu mà biết tu á. Cái người giàu sang là cái người giàu mà biết tu phước á. Đây mới là giàu sang. Còn nếu giàu mà keo kiệt, giàu bo bo của cải, đây là giàu khổ. Giàu càng giàu thì càng khổ, càng giữ gìn. Có một cái gia đình này những đức biết, họ ở Bình Dương. Thì biết rằng một căn biệt thự thiệt là lớn, mà họ xây cái hàng rào của căn biệt thự là nó cao biết tới đâu, tới lóc nhà. Trời, căn biệt thự mà xây hàng rào tới lóc nhà. Hỏi chính họ nói, những đức nghe họ nói, thầy ơi đúng là rõ ràng khổ. Gia đình của con có điều kiện mà sợ ăn trộm dữ lắm thầy ơi. Xây cái hàng rào mà xây tới lóc nhà, mà mỗi lần mà định mở cửa ra đi ra là con có nó nhìn giáo giác, nó coi có ai đứng canh nhà không mới dám mở cửa. Mà vừa mở cửa ra đóng lại cái rầm phá lo liền. Vì thấy khổ chưa? Nó giàu đó. Nên đúng là ở cái cõi này đúng là rõ ràng giàu vẫn là khổ. Nên chúng ta dù là nghèo nhưng mà mình thường mỗi ngày là vui và biết cười. Đúng rõ ràng con người này mới là người có phước nè. Quý vị ở đây 2 ngày 3 ngày quý vị có phước nè. Tại vì sao? Không cần thấy tiền, thấy không? Là có phước nè. Không cần bận tâm là có phước nè. Nên tất cả các cụ già trong chùa mình đúng là các cụ có phước khi tuổi già. Không cần bận tâm, có người lo. Mỗi ngày được đi niệm Phật. Khi yếu yếu có người hộ niệm. Khi mất đi là tiếp tục niệm Phật luôn, không ai động đậy đến. Không ai sát sanh cúng kiến khi mình chết đi. Đám tang đưa đi là tạo bao nhiêu phước duyên ở ngoài đường. Vì coi á, cái đám tang đưa đi á, nội mà chiếc xe không cũng tạo bao nhiêu cái phước duyên khi người thấy được tượng Di Đà và nghe được danh hiệu Phật. Đi lên tới đài quả táng niệm Phật mấy vòng gần 20 phút, kết duyên được bao nhiêu người đến để mà dự đám tang, bao nhiêu người đến mà đưa người thân đến để mà vô cái chỗ cái lò thiêu. Họ đến rồi được nghe câu Phật hiệu, nên cái nhờ cái đám này mà gieo bao nhiêu cái nhân duyên tốt đẹp như vậy. Nên cái người mà ở trong chùa mình mắc đúng là người đại phúc báo đại nhân duyên. Rồi mỗi ngày đều là tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ 49 ngày. Con cháu đi vào đây được gieo cái duyên nghe pháp niệm Phật, thấy không? Hồi nguyện Tam Bảo gia hội quý vị luôn an lạc nha.